2B. Tìm A chấm hỏi. Để chi ạ? Để D nè, y bằng x trừ 1 tiếp xúc với B, y bằng ax bình. Thì các bạn phải nhớ tiếp xúc là gì ạ? Ví dụ như cái tay của lợn nè với cái bút nè, tiếp xúc nè, đây thấy không ạ? Cái tay của lợn nè với lại cái bút nè, tiếp xúc vậy. Cái bút này với cái tay lợn có bao nhiêu điểm chung ạ? Các bạn nhìn thấy rõ không ạ? Một điểm chung. Đó, một điểm chung. Nếu phương trình bậc 2 mà có một điểm chung thì đó là nghiệm nghiệm kép đó các bạn, nghiệm kép. Rồi, thì ta có nè, ta nhớ khi muốn tìm điểm chung giữa D và B, các bạn nhớ ngay đến phương trình hoành độ giao điểm của B và D. Rồi, cho vế phải của B bằng vế phải của D, vậy là ax bình bằng x trừ 1. Và các bạn nhớ A phải khác không, bởi vì muốn nó là parabola thì A phải khác không nha. Sau đó các bạn chuyển qua một vế, chuyển vế đổi dấu bằng không, thì các bạn đã ra gì à? Phương trình bậc 2, một ẩn, thì các bạn xác định A là trước x bình vẫn là A, B là trước x là trừ 1, C là cái hệ số tự do là 1. Sau đó các bạn tính delta B bình trừ 4 lần A, AC. B đâu ạ? À? Trừ 1 tất cả bình, trừ 4 nhân A là A, nhân C là 1. Vậy mình sẽ có là 1 trừ 4, 4A. Sau đó các bạn kết luận D tiếp xúc với B khi và chỉ khi phương trình có một nghiệm, gọi là có nghiệm kép hơn nha, có nghiệm kép khi và chỉ khi delta bằng không. Vậy tương đương đây delta đây 1 trừ 4a bằng không, và các bạn chuyển vế đổi dấu nhân chia cộng trừ thì nó sẽ ra là 1/4, và các bạn nhận kết luận vậy a bằng 1/4, thỏa mãn để đề bài. Ok mà, ok.